Dạ, em xin chào chị Dung ạ. Thì hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2021. Thì chị Dung có nhắn tin trên Zalo hỏi em về những cây bông trang vàng nghệ và trang hồng phấn, trang tím sen, hồng cánh sen. Đây, thì em chuẩn bị giao cái đơn hàng này cho khách. Thì trước khi giao em quay gửi chị xem tham khảo. Chị xem tham khảo giúp em rồi chị chọn rồi chốt đơn, rồi phản hồi lại qua tin nhắn Zalo giúp em ạ. Thì đây là cái bông trang vàng nghệ. Dạ đây. Cái bông nè. Cái màu bông này chị. Còn anh này là màu cam nha chị, màu cam cà rốt cũng rất là tươi. Còn này là màu hồng cánh sen. Anh này là màu hồng cánh sen. Màu tươi lắm nha chị. Quay clip ngắn để gửi đến chị. Chị xem tham khảo giúp em rồi chốt đơn, phản hồi lại giúp em. Cảm ơn chị đã ủng hộ kênh bên em ạ.